Ok, xin chào Trung. Dạ, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Chúng ta đang là những người làm chủ đất nước, đừng biến chúng ta trở thành quân cờ cho người khác lợi dụng, rồi cái hậu quả là sẽ là gì ạ? Sẽ là cái bia để cho những cái đối tượng đó nó đánh phá. Đấy. Đó là cái việc mà bọn chúng thường xuyên lợi dụng để kích động, thế nhưng vẫn có người tin theo vào đó. Thì qua cái buổi ngày hôm nay thì em chia sẻ cái góc độ thứ nhất, thì mọi người có thể theo dõi thêm các cái phương tiện khác để có thể nắm rõ hơn về cái tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, đồng thời cũng nắm rõ hơn cái bản mặt của cái đối tượng Đào Minh Quân này và các đối tượng khác trong cái tổ chức này, để thấy được cái bản chất, cái thủ đoạn xấu xa mà các đối tượng này nó kích động, sau đó nó bỏ rơi những người vi phạm như thế nào, và hậu quả những người đã theo, tin theo, đúng không ạ, mơ hồ tin theo hay vì lợi ích tin theo hay vì mục đích khác để tin theo, thì cái hậu quả như thế nào. Thì đó, ngày hôm nay 12 bị cáo đã bị tuyên án, đó là cơm bài học, không có gì đau đớn hơn. Thì chúng ta nên hiểu, bởi vì nói gì thì nói, người dân Việt Nam chúng ta phải có ý thức, em khẳng định luôn là phải có ý thức là gì, bảo vệ chính đất nước quốc gia chúng ta, chứ không ai đứng ra bảo vệ thay chúng ta cả. Đấy là cái góc độ đầu tiên em muốn chia sẻ. Cái góc độ thứ hai là về cái góc độ của những Hồi nhỏ bay nhà, hai à? đúng không ạ, những nhà đấu tranh cho dân chủ đấy, gọi là những người cũng là từng là những giáo sư, những tiến sĩ, gọi chung là những người có học hàm học vị, thậm chí có những anh chị khác, cũng cũng có liên quan. Thì cái đầu tiên đó, thì cái việc mà lính Ukraine người ta xé cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam chúng ta đó, thì qua đối chiếu các cái nguồn thông tin thì chúng ta có thể khẳng định là cái gì, đó là cái sự kiện này nó diễn ra trước đây rồi, chứ không phải đến bây giờ mới diễn ra. Và khi cái việc này đưa lên đó, thì chúng ta theo dõi cái status trên cái trang cá nhân của cái ông T này, em cứ nói ông Bắt T bên này, trên. và cái trang của Việt Tân ấy, thì cái nội dung nó gần như nó không sai tí Như nào nhau. đó. Đúng rồi. Thì chúng ta thấy được là cái gì. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi, những người vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị xử phạt theo cái quy định của pháp luật Việt Nam, thì các cái đối tượng chống phá ở nước ngoài nó vinh danh, đúng không ạ, nó vinh danh, thậm chí nó còn cho rằng đó là những người dân oan. Chúng ta nhớ nhé, dân oan, và cái từ dân oan này là do những thành phần cơ hội trong nước và những đối tượng chống phá ở nước ngoài người ta tạo ra cái dân Dựng oan lên. đấy. Thế thì cái việc thảm sát Bucha đấy, ở giữa Nga và Ukraine đấy, thì đến nay vẫn chưa có một cơ quan tổ chức nào chính thống hay là độc lập tiến hành điều tra, và chưa có kết luận cụ thể, chưa đừng nói là cái giai đoạn chúng ta bỏ phiếu, đúng không ạ. Thì cái việc bỏ phiếu Rồi. đó, không, em nhắc lại là không phải là chính phủ Việt Nam chúng ta ủng hộ cái việc thảm sát đó, mà là Việt Nam chúng ta cần, đúng không ạ, cần có một cái cuộc điều tra công khai minh bạch, khẳng định rõ ràng ai, thế lực nào, đối tượng nào gây ra vụ việc đó, thì nó mới đảm bảo khách quan và công bằng. Thế thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam rất rõ ràng bị xét xử, thì các ông cho là dân oan, đúng không? Thế bây giờ cái vụ thảm sát Bucha đấy nó chưa diễn ra, chưa có kết luận là cụ thể cả. Thế đùng 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 các ông bỏ phiếu rồi, các ông thế này, các ông thế kia. Thế các ông định biến toàn Nga, toàn nước Nga trở thành một nước oan, hay là toàn Ukraine trở thành một nước oan? Ở Việt Nam có dân oan rồi, bây giờ các ông lại định biến người Quốc dân gia ở Ukraine oai hoặc là người dân ở Nga trở thành một quốc gia oan à? Đúng không ạ? Đấy, chúng quốc ta nói nó rất đơn giản, dễ hiểu thôi. Những cái đối tượng vi phạm pháp luật chúng ta tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng pháp luật Việt Nam, theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và gì ạ? Cái việc đó nó phù hợp với luật pháp quốc tế, thì các anh cho rằng là đó là những người dân oan. Thế bây giờ các anh lại biến Nga trở thành một quốc gia oan. Cái này chúng ta có thể thấy được là gì? Đành rằng
chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng có thể hiểu đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, hòa bình phát triển và hội nhập với quốc tế, thì Việt Nam chúng ta tham gia rất nhiều các cái công ước, các cái hiệp định hay là các cái liên quan đến vấn đề kể cả về quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội vân vân cả, chúng ta đều tham gia cùng với các nước khác và đặt quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước, thì dần dần chúng ta cũng sẽ gì ạ, đất nước chúng ta bây giờ chúng ta có thể thấy cái nền tự do, dân chủ, nhân quyền nó như thế nào. Thì mọi người theo dõi ngay trên cái trang của Đại sứ quán Mỹ. Hiện nay Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam chúng ta đấy, thì Đại sứ cũng đang đi ăn phở, ăn bún rồi Đúng đi rồi. xuống Hải Phòng vân vân. Đấy, chúng ta có thể thấy thôi. Thì cái việc đó nó rất rõ ràng, rất cụ thể. Và chúng ta dần dần, đang dần dần, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được cái sự kiện này. Nó không có gì mà chúng ta phải đánh giá nó quá sâu. Cái mà em muốn nói đến đó là cái việc những cái người này người ta có học, mà những người này có học là từ đâu, bởi vì những người này đều là lớn tuổi rồi, nếu không có đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện, đúng không ạ, nếu như không có những người thương binh liệt sĩ đã phải nằm xuống hy sinh xương máu để giành lấy cái đó, độc lập dân tộc cho ngày hôm nay, và trong cái thời điểm chiến tranh đó người ta ra chiến trường, người ta đánh đổi cái tuổi thanh xuân của người ta, thì liệu các anh có cái môi trường, có cái điều kiện để các ông đi học, để có những cái học hàm học vị như ngày hôm nay không? Đúng ạ. Đúng rồi. Rất khó. Thì cái đánh đổi đó nó không phải là cái mà những gia đình thương binh liệt sĩ người ta muốn đòi hỏi các anh phải thế này phải thế kia với gia đình người ta, mà đó là trách nhiệm của những trách nhiệm và nghĩa vụ của những người công dân, và đồng thời khẳng định nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam. Chứ người ta chưa bao giờ người ta đòi hỏi. Thế nhưng các anh cũng phải phải thầm, đúng không? Thầm biết ơn những người đó. Thế thì các anh được ăn, được học. Thì nên, theo em nghĩ, quan điểm cá nhân của em là nên có những cái chia sẻ, những cái tìm hiểu, phát biểu. Đấy, nó làm sao nó phù hợp. Nó phù hợp. Chứ còn những anh này, những ông này, cái nhóm này em không biết bao nhiêu người, nhưng những ông này, ông không phải là đại diện cho toàn dân Việt Nam hay là đại diện cho bất kỳ một công dân nào, mà đó chỉ là quan điểm của các anh. Thì các anh đừng cho rằng là cái tỷ lệ người ủng hộ Nga là bao nhiêu, cái ủng hộ Ukraine là bao nhiêu. Cái đó hoàn toàn là ý nghĩa chủ quan của các anh nhé. Nó không có một con số thống Đúng kê rồi. cụ thể và cũng không có cái cuộc khảo sát nào khẳng định điều đó. Và những người Việt Nam á, đấy, như bản thân em hay là mọi người cũng thế thôi, cũng không nói rõ ràng là gì. Ở đây không phải là chúng ta nịnh bợ hay là chúng ta có cái gì đó nói về góc độ là chúng ta là phải thế này phải thế kia với nhà nước, nhưng mà chúng ta hiểu rất rõ là gì. Khi chúng ta ủng hộ một chiến dịch quân sự nào đó thì ủng hộ bên nào thì nó cũng đều không phù hợp với con đường ngoại giao của Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. Thì nhà nước chúng ta bỏ phiếu trắng, và quan điểm cá nhân em cũng vậy, không ủng hộ cuộc chiến nào và cũng không ủng hộ bên nào. Nó rõ ràng là như vậy, bây giờ các anh thể hiện nó rõ ràng như vậy, có nghĩ đến cái vấn đề ngoại giao của hai nước hay không, đúng không ạ? Và các anh không hề đại diện cho bất kỳ một người dân Việt Nam nào, bởi vì như cá nhân em đây cũng vậy, em cũng chả nhờ các ông đại diện, và em cũng nói rõ là em không ủng hộ bên nào. Thì các ông lấy cơ sở gì các ông khẳng định là bao nhiêu phần trăm là ủng hộ Nga, bao nhiêu phần Đúng trăm là rồi. ủng hộ Ukraine? Nó rất là vô lý. Qua cái sự việc này nữa là chúng ta có thể thấy được, tóm gọn lại là cái sự việc này nó đã diễn ra từ lâu. Thì hiện nay cái clip này mới được tung lên thì mục đích của chúng làm gì thì chúng ta đã nói đến rồi, chỉ là nhằm gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kích động gây chia rẽ, tiến tới biểu tình bạo loạn lật đổ Biểu ở tình đất nước chúng ta à, thôi, để có cơ hội cho các cái đối tượng ở chống phá ở nước ngoài cũng như các cái thế lực nước khác chúng ta nhảy vào Việt Nam can thiệp. Và cái hậu quả can thiệp đó ngày hôm nay thì mọi người nhìn nhá, nhìn sang các nước là sẽ thấy rất rõ ràng. Ukraine đấy, bây giờ ngày hôm nay đó, ở chỗ cái địa bàn của Mariupol, người ta đang đánh nhau ầm ĩ, tất cả các loại bom đạn dội xuống, đúng không ạ?
cơ sở hạ tầng thì bị tàn phá, người dân thì như thế nào đấy, mọi người theo dõi mọi người thấy thôi. Đó là cái việc mà chúng ta hiểu được cái bản chất mục đích của những kẻ đã đưa ra cái thông tin nó nhằm mục đích gì. Đó. Còn nếu như cái sự việc này nó diễn ra sau này thì chúng ta lại 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 theo hướng khác, và em đã nói rồi, cái sự việc này nó không hề diễn ra sau này mà diễn ra trước đó, thì những cái người này nên có những cái tìm hiểu nó cặn kẽ hơn, nó rõ ràng hơn. Bởi vì những người như các anh ấy, các anh này này, vừa lớn tuổi vừa có học hàm học vị, có người những người có ăn có học có tri thức, khi các anh tiếp cận nguồn thông tin thì các anh phân tích đánh giá, sau đó các anh đưa ra nhận điểm của mình để làm sao cho những người ví dụ như ít học như anh em mình chẳng hạn, thì có thể à đấy, những người này người ta có ăn có học, người ta lên người ta phân tích, người ta đánh giá này khách quan chủ quan thôi, thế này thế kia, chứ không phải là cái vấn đề các anh kích động lôi kéo người dân, rõ ràng là như vậy. Và cái góc độ thứ ba mà em muốn chia sẻ đó là cái chúng ta theo dõi hôm nay chúng ta thấy được đó là gì, đó là Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động cuộc tấn công trên bộ nhằm vào cái nhóm này là cái nhóm thuộc Đảng Công nhân người Quốc, viết tắt là PKK ở miền Bắc Iraq. Thì cái nhóm người Quốc này là chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa là đang được Mỹ tài trợ nhá, chúng ta tìm hiểu nhóm người Quốc này đang được Mỹ tài trợ. Thế thì hiện nay Iraq có phải là một quốc gia có chủ quyền hay không? Xin thưa là có. Chắc chắn Iraq đang là một quốc gia có chủ quyền. Thế thì khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tấn công vào Iraq, đó là hành động gì? Như các anh nói, đó là hành động xâm lược Iraq. Chứ còn Thổ Nhĩ Kỳ người ta sử dụng cái câu từ đó là gì? Chiến dịch mang tên gọng kìm móng vuốt. Cũng giống như Nga sử dụng cái tên là chiến dịch quân sự đặc biệt thôi. Thế nhưng khi Nga, đúng không ạ, tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thì ngay lập tức trên tất cả các diễn đàn không gian mạng, các nền tảng xã hội, báo chí, đúng không ạ, các nước phương Tây đưa lên những cái hình ảnh, những cái clip, những cái thông tin phê phán, lên án Tổng thống Putin và nước Nga. Sau đó là thì tiến hành bao vây, cấm vận về kinh tế, cấm tất cả các thể loại chó mèo cây cối, rồi đội tuyển Olympic, rồi đội tuyển bóng đá, rồi vân vân và vân vân cả, rồi là đến tranh mượn đi triển lãm, rồi cũng cũng có ý định là chiếm luôn, đúng không ạ, rồi vận động viên mà người ta cứ gọi là thi đấu trên băng đấy cũng bị chấn thương và đưa vào bệnh viện, thì Ba Lan đã từ chối tiến hành chữa trị, lý do là người ta mang quốc tịch Nga. Thế thì hiện nay đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tấn công Iraq, một đất nước có chủ quyền. Chưa thấy bất kỳ một cái thông tin nào, kể cả từ Liên Hợp Quốc hay là Hội đồng Nhân quyền vân vân cả, hay là Mỹ, NATO hay là EU đưa ra một cái thông tin nào phê phán Thổ Nhĩ Kỳ như phê phán Nga. Nếu chúng ta nhìn vào hai cái chiến dịch quân sự này thì nó như nhau, về bản chất nó như nhau, không có gì khác. Đó là một quốc gia mang quân sang đánh một quốc gia khác có chủ quyền. Còn về mục đích nguyên nhân phía sau thì chúng ta phân tích nhiều rồi, nhưng nói thế thì cái việc này chúng ta thấy có bất kỳ một một cái tổ chức nào lên tiếng chưa, quốc tế chưa thấy, đúng không ạ, Liên Hợp Quốc chưa, Hội đồng Nhân quyền chưa, EU chưa, NATO chưa, Mỹ chưa, chưa bất kỳ là sẽ là cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là thế này thế kia Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả tổ chức bóng đá FIFA, Ủy ban Olympic quốc tế vậy chưa hề lên tiếng. Đấy, đó là cái góc độ chúng ta nhìn nhận, góc độ thứ nhất. Cái góc độ thứ hai nữa là gì? Những cái anh, đúng không, trong cái nhóm này đã từng thì đến đại sứ quán Đúng ở rồi. Ukraine để thế này thế kia. Thế bây giờ tôi đề nghị các anh đến đại sứ quán Iraq đi. Tôi mạnh dạn đề nghị đó. Các anh đến ủng hộ người dân Iraq đi, đúng không ạ? Rồi là các anh tổ chức những cái buổi học thuật đi. Đấy, để lên án cái hành động Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Iraq đi. Rồi những anh Vậy mới trước là đây công bằng từng chứ đúng viết không? đơn tham gia tình nguyện thế này thế kia, đúng không ạ? Thì các anh cũng viết đơn tham gia tình nguyện tham gia quân đội Iraq để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ Chống xâm lại lược, thôi gì? đúng không? Đúng rồi. Cái này là cái quan điểm cá nhân của em đưa ra. Dĩ nhiên em khẳng định là em không mang tính chất kích động những người này. Thế nhưng các anh đã làm với những người Nga thì bây giờ các anh cũng phải làm như vậy với Thổ Nhĩ Kỳ, nó mới đảm bảo được Vậy cái là đúng. tự do, dân chủ, dân quyền và cái đấu tranh các anh đang mong muốn.
bởi vì cái tiêu người dân chí Iraq của các anh người chứ. ta cũng là máu Đúng đỏ, không? đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Người dân Iraq người ta cũng là những người dân bình thường như bao người khác, và người ta nằm xuống cũng là một sinh mạng, người ta đổ máu cũng là màu đỏ, chứ không lẽ người Iraq người ta là máu người ta là màu trắng à, hay là màu xanh, hay là như thế nào mà các anh lại có những cái hành động nó như vậy? Có lẽ là khi các anh thực hiện những cái chiêu trò đó, những cái câu nói đó, những cái bài viết đó, các anh hồ hởi, các anh tự hào, các anh thế này thế nọ. Thế nhưng các anh không ngờ đến một ngày Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành y như vậy. Mà Thổ Nhĩ Kỳ là ai? Đó là thành viên của NATO. Thế không lẽ bây giờ cứ thành viên liên minh của các anh làm cái gì cũng được, đúng không ạ? Làm cái gì cũng được là đúng hết. Còn những người không tham gia liên minh các anh là như Nga hay là liên quan đến Việt Nam hay Trung Quốc là các anh bảo là độc tài, là tàn ác, đúng không ạ? Là thế này thế nọ, và các anh lên án, các anh lên phán. Còn những cái thành phần, những cái quốc gia mà tham gia liên minh với các anh là làm cái gì cũng đúng hết, thích đánh ai đánh, thích làm ai làm, thích giết ai giết, đúng không? Thì cái đó nó là cái gì? Nó có gọi là tự do dân chủ nhân quyền? Có cái là cái mục đích lý tưởng cao cả của anh, các anh cho rằng là các anh đấu tranh không, đúng không? Thì cái này em quan điểm cá nhân của em thôi, đó là em hoàn toàn lên án và phê phán tất cả những cái hành động mà em có thể nói là nó mang tính giả tạo, nước mắt cá sấu. Người dân Ukraine cũng đáng thương, cũng đáng thương, sinh mạng người ta cũng là đáng quý. Thì bây giờ người dân Iraq cũng vậy. À, trước đây chúng ta đưa ra thì các anh cho rằng là chúng ta ăn mày quá khứ, à, cái việc qua rồi mà các ông cứ nhắc lại. Thế thì hiện nay nó đang diễn ra đấy. Các anh phản ứng đi. Các anh lên án đi. Đó là cái góc độ mà em muốn chia sẻ. Thì tổng hợp lại ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mọi người tham gia không gian mạng cũng như các nền tảng xã hội, khi có những cái người lạ người ta tiếp cận chúng ta với ý đồ xấu thì chúng ta phải có những cái nhận định nó rõ ràng, đừng vì một chút danh hão, đừng vì vài đồng bạc lẻ mà các anh các chị đánh mất đi bản thân, đánh mất đi cái hạnh phúc gia đình đang vốn có và phải vướng vào vòng lao lý. Nó là cái mà bài học đắt giá để cho mọi người nhìn nhận, đánh giá, rồi mọi người rút kinh nghiệm. Cái góc độ thứ hai đó là khi sự việc lính Ukraine xé lá cờ Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đã khẳng định rồi mục đích của các đối tượng tung clip lên, và sự việc này đã diễn ra từ lâu, thì chúng ta cũng có cái nhìn nhận đánh giá cho đúng về việc việc chúng ta bỏ phiếu. Chúng ta nếu như một con người có nhìn nhận, có đánh giá thì không ai muốn, đúng không ạ, không ai muốn quốc gia Nga trở thành quốc gia oan hay là Ukraine trở thành một quốc gia oan. Chúng ta đòi hỏi một sự công bằng rõ ràng nhất định đấy. Và cái vấn đề thứ ba đó là cái sự việc Nga, Ukraine cũng như Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq nó gần như là tương đồng về mặt bản chất, chúng ta có thể hiểu như vậy, còn về nguyên nhân chúng ta không nói, nhưng về mặt bản chất nó là tương đồng thì cũng cần có sự đánh giá nó khách quan. Chúng ta đã từng lên án Nga, đúng không ạ? Những anh này này, những anh này anh đã từng lên án Nga như thế nào, đã từng cấm vận Nga như thế nào, đã từng kêu gọi như thế nào, thì có lẽ chúng ta cũng cần phải có những cái kêu gọi, cái lên án, những cái phê phán, những cái cấm vận nó phù hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tấn công vào một quốc gia có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, và người dân ở Iraq thì chúng ta biết rồi đã chịu thiệt hại như thế nào qua cuộc chiến tranh ở Iraq, thì có thể nói về sinh mạng, về mất mát về sinh mạng, về tài sản, về cơ sở hạ tầng, tất cả mọi thứ, tiềm năng của quốc gia gần như bị đánh sập, và người ta đang bước đầu, gọi là bước đầu cũng chưa hoàn toàn là ổn định, thì người ta đang từng bước để người ta xây dựng lại, thì hiện nay lại tiếp tục bị tấn công. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng nên đắn đo suy nghĩ, và mỗi người đưa ra một quan điểm, nhận định cá nhân của mình. Dĩ nhiên em nhắc lại một lần nữa là em không ủng hộ cuộc chiến nào và cũng không ủng hộ bất kỳ một cái hành Dạ, động anh nào Minh Đệ. vội vàng như những cái thành phần mà mang tiếng là đấu tranh này đấu tranh nọ đã đưa ra.
cái luận điệu trước đây và cho rằng Việt Nam chúng ta thế này, Việt Nam chúng ta thế kia, và chúng xuyên tạc cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng cũng như cái vấn đề ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Đó là cái góc độ ngày hôm nay em muốn chia sẻ ba nội dung như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị trên diễn đàn đã lắng nghe.